Hello và xin chào anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Linh Kiện Store. Trước mặt anh em đây là một chiếc Flycam rất là nổi tiếng, có thể nói là nổi đình nổi đám trong giai đoạn 2021 khi em nó vừa mới ra mắt và cũng trở thành best seller tại Linh Kiện Store trong phân khúc Flycam giá rẻ. Đây là em Flycam SGRC F11S phiên bản 4K Pro 2021 mới nhất hiện nay. Thì từ lúc em này mà bày bán tại Linh Kiện Store á, thì bên mình bán cái số lượng cũng phải lên tới hàng trăm rồi anh em ạ. Bán rất là chạy và nhận được rất là nhiều những đánh giá tích cực về sản phẩm này. Cũng sẽ có một vài cái đánh giá tiêu cực. Tuy nhiên, tất cả những khách hàng bên mình họ sử dụng á, thì họ đều đánh giá em này là em ngon nhất trong phân khúc và cũng như tầm giá. Lý do tại sao? Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho anh em 4 cái lý do chính mà anh em nên sở hữu F11S Pro 4K trong phân khúc Flycam tầm trung để có thể phục vụ cho bản thân mình trong những chuyến du lịch, những chuyến đi vào dịp cuối năm. Có thể phục vụ quay phim, ghi hình ở góc cao rất là đẹp và xứng đáng với tiền mà anh em bỏ ra hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô lý do đầu tiên nhé anh em. Cái đầu tiên phải nói tới về phiên bản 2021 này đó là khoảng cách bay của em nó. Khoảng cách bay được nâng cấp lên tới 3.000m, tức là khoảng cách từ tay cầm điều khiển của anh em tới flycam có thể bay xa tới 3 cây số và vẫn còn tín hiệu. Phiên bản trước đó thì anh em chỉ có 1,5 cây thôi là tối đa. Và anh em có thể biết đó là khi mà một chiếc flycam nó có thể bay được 3 km, đúng không? Thì dĩ nhiên là cái phần mà từ 1 tới 1,5 km á, nó xử lý rất là tốt và nó bay rất là ổn định và hình ảnh truyền về rất là vô tư. Cái việc nâng cấp sóng của hãng không phải là khuyến khích anh em bay tối đa 3 km nha, mà nó giúp cho cái việc xử lý những cái khoảng gần hơn từ 1 cây đổ lại và cũng như là 120m đổ xuống, nó sẽ cực kỳ mượt mà và rất là ổn định về mặt hình ảnh. Anh em có thể xem video test mình để ngay đây thì người dùng họ đã bay tới 2,7 km vẫn còn tín hiệu, và thậm chí là có những video trên YouTube em có thể tìm kiếm á, là có thể bay xa tới max 3 cây vẫn quay đầu về bình thường đó. Một sự cải tiến rất là lớn và rất là đáng giá với em F11S Pro 4K phiên bản 2021 này ha. Và tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ cho anh em luôn là như mình nói á, là hãng cũng không khuyến khích cho anh em là bay tối đa 3 cây đâu nhé. Việc nâng cấp lên tối đa 3 cây để chứng tỏ là em này hoàn toàn có thể xử lý tốt ở khoảng cách tầm 1 cây đổ lại, rất là ngon lành, không sợ bị rơi rớt hay sợ bị mất GPS. Còn trong điều kiện 3 cây á, anh em phải bay ở điều kiện lý tưởng. Điều kiện lý tưởng là sao? Tức là không phải khu dân cư này, ngoại ô này, không có những tòa nhà cao tầng này, rồi không gần khu vực quân sự này. Nói chung càng xa ngoại ô càng tốt. Còn anh em bay trong thành phố á, thì anh em lên 120m đổ xuống và 1 cây đổ lại thôi, anh em đừng bay xa quá. Nói chung trong thành phố rất khó nói, anh em không thể nào mà vin vô là đây là 3 cây mà mình bay trong thành phố bay quá xa được, nó là không nên nha, anh em lưu ý cho mình chỗ này ha. Vậy thì với mức giá chỉ hơn 4 triệu đồng, em này đang là trùm phân khúc về khoảng cách và gần như là không có một mẫu flycam nào ở trong phân khúc giá này có thể bay xa được tới 3 km và có tín hiệu sóng mạnh như vậy hơn em. Cái khoảng cách truyền hình ảnh về điện thoại á, thì trong điều kiện lý tưởng này vẫn có thể truyền full 3 cây là hình ảnh vẫn truyền về điện thoại được nha anh em. Còn trong điều kiện mà trong thành phố thành thị á, thì tầm 1 cây đổ lại thôi, hình ảnh mà quá 1 cây ấy, nó sẽ mất, tùy thuộc vào cái khu vực mà anh em bay ha. Rồi đó là về khoảng cách. Còn cái thứ hai là về chất lượng hình ảnh, thì em này mình sẽ nói đầu tiên về phần gimbal nha anh em. Gimbal là cái rất quan trọng để đóng góp vào phần chất lượng hình ảnh của flycam. Đây mình sẽ tháo cái nắp chụp gimbal ra nhé. Đây anh em thấy ha, thì em này có gimbal là chống rung hai trục thôi. Tuy nhiên gimbal chống rung hai trục kết hợp với lại ES là chống rung điện tử, thì em này cho một cái mức độ truyền hình ảnh cũng như là cái xử lý kháng gió cực kỳ ngon, thậm chí là ngon hơn những cái mẫu mà ba trục giá rẻ, ví dụ như là 906 Pro 3 Max chẳng hạn. Thì mình đánh giá em này cái gimbal nó tốt hơn hẳn, mặc dù nó chỉ có hai trục thôi. Anh em có thể xem một đoạn video ngay đây mình bay thẳng tới, và trong điều kiện gió cũng có gió nha, nhưng mà anh em có thể thấy là hình ảnh rất là mượt, bay rất là mượt, bay thẳng rất là mượt, và bay ngang hay là bay xung quanh á, anh em vẫn có thể cho được chất lượng hình ảnh cực kỳ ổn định, không rung lắc và có thể nói là tốt nhất trong những mẫu giá rẻ. Anh em có thể xem video ha. Và cái phần thứ hai là cái phần camera, thì cái phần camera của em này á cho chất lượng video lên tới 4K. 4K này cũng là 4K kiểu nội suy thôi, tức là 4K họ zoom lên, không có phải là 4K full nha anh em. Nhưng mà anh em có thể thấy chất lượng hình ảnh này, chi tiết thì khi zoom lên nó sẽ không được đẹp và nó có bị vỡ, bị nhiễu rất là nhiều, nhưng ở mức khoảng cách vừa phải anh em nhìn có thể thấy là trong cái phân khúc giá rẻ thì
cái chất lượng hình ảnh vẫn quá là ok, quá là ok. Tầm khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu mấy á, thì hình ảnh anh em thấy những con giá rẻ khác á, nó khá là nhiễu, nó mờ, thậm chí là rung lắc nữa. Nhưng với em F1S Pro 4K này thì cái việc anh em quay ổn định, chất lượng hình ảnh ở mức chấp nhận được, và khi mà anh em bay trong điều kiện mà ánh sáng đầy đủ á, ban ngày ánh sáng đủ, không có nhiều mây, thì nó sẽ cho lượng chi tiết nó tốt đẹp hơn và nó sẽ rõ nét hơn là anh em bay trong trời mà gần mưa hoặc là trời tối ha. Mình chưa test bay đêm con này cho nên mình cũng không có nhận xét về bay đêm được. Và trong video sau thì mình sẽ có một cái video chia sẻ về việc bay đêm với những mẫu flycam giá rẻ và cũng như cao cấp luôn ha. Rồi, anh em có thể xem chất lượng video, mình có một vài đoạn đít mẫu đây nhé. Rồi, một cái nữa mình chia sẻ thêm á, là ở ngay bên dưới cái cam anh em sẽ thấy một cái dòng là Full HD Wi-Fi cam. Thì đây sẽ có nhiều anh em hiểu lầm là cái cam chỉ Full HD thôi. Cái Full HD này là có hình ảnh truyền từ flycam về điện thoại của các anh em nha, về điện thoại gắn lên tay cầm á. Tức là khi mà anh em xem trên màn hình điện thoại á, nó chỉ được chất lượng Full HD thôi. Còn video lưu trong thẻ nhớ, cắm thẻ nhớ vô bên hông này nè, thì anh em hoàn toàn có đủ chất lượng 4K. Và trong video anh em có thể mở file video ra để mình xem, đảm bảo là chất lượng full 4K. Tuy nhiên cái độ sắc nét thì nó sẽ không bằng thôi. Một cái phải đánh giá nữa đó là chất lượng hình ảnh chụp. Hình ảnh chụp cái này thì khá là nhiều anh em bất động sản họ sử dụng để có thể chụp ảnh sản phẩm này, chụp ảnh những cái công trình này, cũng như là những anh em xây dựng họ chụp tiến độ á, thì cái chất lượng chụp hình á của em này mình đánh giá là khá tốt, khá tốt nha anh em. Ở trong chụp hình mà chế độ sáng đầy đủ, có nắng ban ngày, thì anh em hoàn toàn có thể chụp được những tòa nhà cao tầng với độ sắc nét là tương đối. Zoom lên mới vỡ thôi. Còn anh em mà để nhìn bình thường á, hoặc là để quảng cáo á, thì vẫn rất là đẹp. Nói chung là phù hợp với mục đích sử dụng phổ thông, không phải là kiểu mà anh em chụp hình sau đó anh em về zoom lên rồi lút màu thì không nên nha. Chuyên nghiệp thì anh em không nên mua mẫu này. Những mục đích dùng phổ thông, sử dụng cho những công việc hàng ngày á, thì chất lượng chụp hình của em này vẫn sẽ đáp ứng rất đầy đủ cho anh em. Và về cái mức độ chụp hình á, thì mình thấy thẳng so với lại SG906 Pro 3 Max á, thì mình thấy nó thua một xíu, nhưng mà vẫn rất là ok ha. Rồi, đó là về gimbal, quay phim và chụp hình. Cái do thứ ba mà anh em nên sở hữu F1S Pro 4K 21 là những cái mod quay, những cái chế độ cũng như là những cái công nghệ được trang bị sẵn ở trên F1S này. Đây là một mẫu flycam giá rẻ nhưng mà anh em vẫn sẽ có động cơ không chổi than. Động cơ không chổi than nó sẽ giúp động cơ bền hơn và không gây tiếng ồn quá lớn. Những cái chế độ quay, ví dụ như là quay point này, follow me, bay theo GPS, bay theo bản đồ hoặc là bay hình tròn. Nói chung là rất là nhiều chế độ bay để anh em hoàn toàn có thể thỏa thích sáng tạo và phục vụ cho mục đích quay của mình. Không thiếu một chức năng gì hết nha anh em. Với lại cái app sử dụng là app SGRC chính hãng luôn. Cho nên là anh em hoàn toàn có thể nhận được những cập nhật và cũng như là những cái mod quay mới, những cái chế độ, những cái template sẵn để phục vụ cho việc bay và quay phim của mình. Còn như những mẫu flycam giá rẻ khác trên thị trường á anh em, thì hầu như những mẫu flycam đó cái app sử dụng á nó khá là cùi. App những mẫu giá rẻ, thậm chí là những mẫu 2 triệu mấy, 3 triệu mấy á, cái app cũng khá là cùi nha anh em. Thậm chí là họ sử dụng app từ bên thứ ba cơ, không phải chính hãng sản xuất flycam ra nữa. Cho nên cái phần chế độ quay cũng là một thứ rất đáng giá để sở hữu của em F1S này. Và một cái mình muốn nói nữa là cái về cái thời lượng pin, hãng đã nâng cấp cái thời gian bay lên khá là nhiều so với lại phiên bản 1.5K nha anh em. Phiên bản 1.5K anh em sẽ bay tầm 20 phút là hết đát. Nhưng phiên bản 3K này anh em có thể bay thậm chí là 25. Nếu trong điều kiện đẹp nhất anh em có thể bay tới 28 phút, rất là lâu. Công nghệ pin thì kích thước nó vẫn như cũ đây, không thay đổi, không hề thay đổi về kích thước pin, nhưng thời gian sử dụng, thời gian bay lại lâu hơn. Anh em có thể xem video ở đây, một anh khách họ test, tôi thậm chí đỏ pin luôn rồi, báo đỏ pin trên tay cầm luôn và trên điện thoại luôn, nhưng em nó vẫn bay được quãng đường 2.5 cây về tới nơi mà không rơi rụng đó. Công nghệ sử dụng pin được nâng cấp rất đáng nể nha anh em. Đấy, rất đáng giá để sở hữu hết. Trong cùng phân khúc và cùng tầm giá thì thời lượng pin của em này lâu nhất, mình khẳng định vậy luôn. Rồi ok, cái cuối cùng mình muốn nói đến là cái mà nhiều anh em quan tâm nhất khi mua flycam, đó là mức giá. Mức giá khi mà anh em phải bỏ ra để sở hữu một chiếc flycam thì em này đang có giá là 4 triệu 5. Tầm 4 triệu 5 nha anh em.
phiên bản mà 1,5 cây á thì nó có giá tầm 3 triệu 9 thôi đấy. Và với mức giá này thì có thể coi là một mức giá rất là mềm, rất là dễ chịu cho những anh em mà mới mới tập chơi, mới tập bay, không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn để sắm những sản phẩm của DJI. Những sản phẩm của DJI luôn nằm ở mức 7-8 triệu trở lên. Rẻ nhất bây giờ là Mini SE cũng 7 triệu rưỡi, gấp đôi. Mà với nhu cầu của anh em thực sự không phải dùng tới những cái mod quay hay là thậm chí những hình ảnh quá sắc nét để thiên về việc quay dựng phim quá, thì với những nhu cầu cơ bản thông dụng phục vụ công việc á, thì với chỉ 4 triệu rưỡi anh em bỏ ra, em đã có đầy đủ một chiếc flycam full tính năng và gần như là đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của anh em. Tính ra thì cái mức giá tầm 3 triệu 9 tới 4 triệu rưỡi vẫn coi là giá rẻ nha anh em. Cái phân khúc tầm trung của flycam á, nó nằm ở khoảng 5-6 triệu rưỡi. Hồi đó là có Hubsan Gino đó anh em đấy. Nhưng mà Hubsan Gino thì anh em biết rồi, bây giờ thì hơi lụi tàn một xíu. Những cái mẫu của em Hubsan Gino bây giờ, trừ cái mẫu mà Mini Pro mới ra thôi, còn những mẫu 5-6 triệu trước đó á, thì khá là flop và cũng không được nhiều người đón nhận. Họ chỉ chọn một là giá rẻ hẳn, còn hai là cao cấp hẳn như của DJI. Bên mình cũng có bán luôn đó. Thì với những anh em mà muốn bỏ ra một mức giá rẻ nhưng vẫn phải đáp ứng đủ nhu cầu thì F11S là một sự lựa chọn rất hợp lý trong phân khúc giá này luôn. Ok, thì qua video chia sẻ vừa rồi của mình á, thì nên sẽ có nhiều lý do hơn và cũng như động lực hơn để ghé linh kiện store và test ngay sản phẩm F11S Pro 4K rồi đúng không nào. Và những sản phẩm bên mình bán ra á, đều là nguyên siêu, chính hãng, có bảo hành đàng hoàng nha anh em. Cho nên em cứ yên tâm khi việc mua về sử dụng á, có vấn đề gì thì bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tận tình cho anh em trong việc hướng dẫn bay cũng như là hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Anh em khi mà mình bay flycam á, thì anh em cũng nên lưu ý là mình nên cẩn thận một xíu, không nên quá lạm dụng những tính năng của nó, cũng như là không nên tin quá nhiều vào lời của nhà sản xuất nha. Anh em có thể xem rất nhiều video review về em này ở trên mạng xã hội rồi, thì đánh giá cũng tốt, nhưng mà bản thân anh em bay cũng phải rất cẩn thận. Không nên bay quá 120m nè. Trong khu dân cư á, thì anh em nên bay tầm 500m một cây đổ lại thôi. Và khi mà quỳnh quay á, thì mình cũng không nên bay gần khu vực quân sự cũng như là những khu vực sân bay, nó khá là nguy hiểm. Và cũng không nên bay gần nước nha anh em. Bay gần nước hoặc là nó sẽ bị bắn nước vô động cơ á, thì rất là dễ cháy và nguy hiểm. Rớt nước là gần như không cứu được nha anh em. Rớt nước là sẽ không cứu được, nên lưu ý cho mình ha. Hy vọng video này sẽ giúp cho những anh em mà đang tìm kiếm những chiếc flycam giá rẻ phục vụ cho mục đích nhu cầu quay và công việc cơ bản, và cho những chuyến đi trong dịp cuối năm, thì anh em nên lựa chọn F11S Pro 4K hoặc 21 phiên bản 3km này nhé. Rồi, và mình cũng xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhé. Anh em đừng quên bấm like và subscribe YouTube của Linh Kiện Store Channel.